chọn người khác làm. Chọn gì giờ á, tại vì giờ mình làm nó cũng quen với ổng, cũng đối xử đàng hoàng. Mình nghĩ trong mình làm tiền thì biết là mình dễ kiếm rồi đó. Bây giờ cô gia cô làm 100 ngàn cũng đi chứ, đi lượm như sai cũng được 100 ngàn ngày. Nhưng mà nghĩ cái tình cảm mình nó hơn. Ông xã cô cũng làm ở cây xanh này luôn. Làm cho ổng luôn. À, vậy là cô làm từ lúc mà mới không, cô mới làm này, à cô mới làm, cô với xã cô mới làm đây còn mấy giờ kia mình làm luôn. Dạ hồi nãy con có hỏi có cái anh kia ảnh làm đây từ lúc mới anh trẻ trẻ là tụi nó làm ở đây, nó là coi như theo giám đốc còn đi công trình. Dạ. Công trình nào mà xây dựng cho con đó. Dạ. Đó có giám đốc gì điều khiển nè, đi cũng như thiết kế như vậy nè. Dạ. Anh vô bà con không thu rồi để chịu đàng hoàng rồi mua này mua kia thì công trình đi đó. Dạ. Con nghe nói mấy cái đá này cũng bộ 200 triệu không con? Có cái và 200, có cái trên. Dạ. Cái lớn thì cũng có. Mắc dữ ha, mấy cái này nhìn vậy thôi chứ mắc kinh khủng. Ừ, đá tự nhiên mà. Dạ. Biết bao nhiêu chữ chứ không, không một chữ này. Cái này là để coi như trưng bày cho khách. Dạ. Có người vô đây coi người ta mua luôn không? Có người vô tôi coi, tôi chịu ở đây thì mình bóc ở đây đi, mình lấy cái khác về. À. Không bao bốn chữ. Dạ. Dạ. Bóng đèn trên đèn rồi đó. Dạ. Đèn với mèo rồi đó. Dạ. Thở để chứ ba không chịu. Trời ơi. Chứ có nhỏ nha. Mấy cái con vậy thôi cũng mắc tiền dữ. Mấy cây trồng ngay chỗ nhà giá khác theo. Dạ dạ. À, đó, tại đó. 800 năm đúng không? Trời ơi. Dạ, giới lạnh lạnh. Tại nãy con nghe con hỏi cái chú kia. Chưa đổi đó. Dạ. 800 năm khủng khiếp luôn rồi đó. Ừ. Ở đây còn